Chào mừng các em đến với tiết học ôn tập của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn ôn tập về cái chủ đề của chúng ta, đó chính là trang trí thiệp Giáng sinh. Thì ở tiết trước chúng ta đã được hướng dẫn cách trang trí ốp lưng điện thoại. Thì tiết hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách trang trí thiệp Giáng sinh, hoặc là thiệp chúc mừng, hoặc là thiệp kỷ niệm để chúng ta có thể thực hành bài thi. Đầu tiên vẫn là phần quan sát nhận xét, và sau đó sẽ là phần hướng dẫn thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái mẫu thiệp Tết, thiệp sinh nhật, để chúng ta thấy được là về cách trang trí của từng loại thiệp nó rất là đa dạng và phong phú tùy theo ý tưởng sáng tạo của mỗi người. Chúng ta có thể lựa chọn những cái hình ảnh phong phú, đa dạng, hoặc là những cái hình ảnh gần gũi, ví dụ như là bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, hoặc là mâm ngũ quả, hoặc là hình ảnh chim én báo mùa xuân cùng với lại muôn hoa đua nở. Còn đối với thiệp sinh nhật thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái hình ảnh gần gũi như là bánh kem, nến, vân vân. Tiếp theo chúng ta lại tham khảo thêm một số những cái thiệp sinh nhật. Chúng ta thấy có những cái món quà, những cái mũ cũng như là bong bóng chúc mừng, hoặc là những cái pháo hoa được bung ra kèm theo bánh và nến. Thì đó là những cái hình ảnh gần gũi cho những cái dịp sinh nhật. Chúng ta thấy cách bố cục chữ ở mỗi tấm thiệp nó đều có sự khác nhau. Thì thấy được chữ trong trang trí được vận dụng và bố cục rất là phong phú và đa dạng tùy theo ý tưởng sáng tạo của chúng ta. Ở phần hướng dẫn thực hành thì đây là bài ôn tập, cho nên là cô sẽ không có đi từng bước như là những cái bài học, nên là cô chỉ đưa lên một số những cái hình ảnh về cách bố cục khác nhau để cho các em có thể hình dung về, hoặc là có thêm những cái ý tưởng sáng tạo về cái cách sắp đặt họa tiết, hoặc là cách sắp đặt chữ sao cho hợp lý và phù hợp với lại cái chủ đề mà chúng ta lựa chọn. Ví dụ đây là chủ đề ngày 20/1 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn chủ đề ngày kỷ niệm yêu thích của mình, để chúng ta chọn ra một cái thiệp chúng ta vẽ. Ví dụ như chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam, đó chúng ta thấy lựa chọn những bông hoa, trái tim, hoa thì đi kèm với bướm, và sắp xếp chữ sao cho phù hợp với lại cái tay thiệp mà mình muốn thể hiện, mình muốn gửi tâm tư tình cảm đối với thầy cô. Vẫn chủ đề ngày nhà giáo, chúng ta thấy là hình ảnh những bông hoa được sắp xếp khác nhau làm cho cái tấm thiệp của chúng ta có bố cục nổi bật, màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương, kèm theo những cái lời chúc ở bên trong rất là ý nghĩa và dạt dào tình cảm dành đối với thầy cô. Thứ hai này là chủ đề về mùa xuân, chúng ta biết đó là thiệp Tết. Thiệp Tết thì chúng ta có thể tìm những cái hình ảnh gần gũi như là phong pháo nè, bánh chưng nè, cành đào, cành mai nè, dưa hấu nè. Đó là những cái hình ảnh gần gũi với chủ đề ngày Tết để chúng ta vẽ thiệp Tết. Thật ở đây chúng ta thấy là có nhiều cách bố cục thiệp xuân khác nhau. Thì ở đây là phần tham khảo, cho nên các bạn có thể tham khảo ở đây hoặc có thể tham khảo thêm ở trên Google để chúng ta có ý tưởng khi chúng ta thiết kế thiệp.
Và chúng ta lưu ý là tùy theo chủ đề mà chúng ta sẽ có cái chữ nó ngắn gọn hoặc là chữ dài ra một chút. Ví dụ như chủ đề xuân thì chúng ta có thể là ghi chữ xuân hoặc là Tết, rồi kèm theo chúc mừng năm mới, hay là nếu Happy New Year vân vân, hoặc là năm, cái năm mà chuẩn bị sắp tới là Tết đó, chúng ta kèm theo để trang trí trên cái thiệp tân. Thứ ba là chủ đề về Giáng sinh. Và tuần này chúng ta biết đây là tuần chúng ta sẽ đón Noel. Mùa Covid thì có thể là chúng ta sẽ không được đi nhiều, hoặc là đi thâu đêm, hoặc là đi chơi với ba mẹ, hoặc là có người thì đến nhà thờ, có người thì đi nhà thờ. Thì đây cũng là gợi ý cho chúng ta những cái ý tưởng về thiệp Giáng sinh, là có những cái chuông nè, trang trí hình cái chuông, hoặc là hình hoa lá. Chữ thì chúng ta sẽ tự sáng tạo kiểu chữ, có thể là thiết kế chữ nằm trong hình cái quả châu trang trí chẳng hạn đó, thì chúng ta có thể tham khảo để có thể lựa chọn ý tưởng. Hoặc chúng ta chỉ có thể vẽ đơn giản hình một cây thông rồi kèm theo chữ Merry Christmas, dưới là kèm theo Happy New Year. Thì qua tuần sau nữa thì chúng ta cũng đón, tiếp tục đón năm mới, cho nên chúng ta có thể kết hợp thiệp Giáng sinh cùng với thiệp chúc mừng năm mới. Chúng ta lựa chọn hình ảnh người tuyết, con tuần lộc, hoặc là ông già Noel, hoặc là đôi vớ, hoặc là quả trân châu, bông hoa tuyết vân vân, để chúng ta có thể trang trí trên cái thiệp Giáng sinh. Chủ đề sinh nhật thì chúng ta sẽ có những cái ngọn nến nè, quà nè, hoặc là bong bóng nè đó. Chúng tùy theo cái ý tưởng sáng tạo mà chúng ta sẽ thiết kế những cái thiệp sinh nhật thật là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của mình. Chủ đề về mẹ, ví dụ chúng ta có ngày 8 tháng 3, hoặc là ngày của mẹ, hoặc là ngày 20 tháng 10. Đối với phụ nữ Việt Nam thì chúng ta có thể là có được 3 ngày, cho nên mấy bạn có thể thể hiện được tình cảm của mình dành cho mẹ, cho chị, hoặc là cho những người thân là phụ nữ của mình bằng những cái bông hoa tươi thắm được sắp xếp theo ý tưởng của mình, kèm theo những cái lời chúc hoặc là ngày kỷ niệm chúc mừng chẳng hạn, cái thông điệp mà mình muốn gửi đến người thân yêu của mình đó. Rất là đơn giản, chúng ta có thể ghi tiếng Việt hoặc là ghi tiếng Anh tùy theo ý thích của mình. Và nhớ khi chúng ta thiết kế chữ trên thiệp thì chúng ta cũng tùy theo cái gọi là cái ý tưởng của mình, chúng ta có thể là viết chữ in hoa, hoặc cũng có thể là viết chữ hơi bay bướm nhẹ nhàng cũng được. Và đây là một số những cái hình ảnh cô sưu tầm để cho các em tham khảo khi chúng ta lựa chọn vẽ về chủ đề Giáng sinh. Như như vẽ cây thông nè, rất nhiều kiểu khác nhau, thì tùy theo ý thích bạn nào có khả năng vẽ được cây thông như thế nào thì chúng ta sẽ dựa trên đó chúng ta vẽ. Và kèm theo đó thì có thêm hình ảnh của người tuyết, những chú gấu, những con tuần lộc, chim cánh cụt, ông già Noel, với những hình dáng kèm với những phần quà, những cái ngôi nhà tuyết vân vân, để chúng ta lựa chọn và trang trí cho cái thiệp của mình nó sẽ sinh động hơn, hấp dẫn hơn và sáng tạo hơn. Và đây là một trong những cái hình ảnh mà cô sưu tầm để mấy bạn có thể tự vẽ người tuyết rất là đơn giản. Chỉ cần chúng ta sử dụng Canva, chúng ta quay hai cái hình tròn, ba cái hình tròn, rồi sử dụng hình tam giác, hình thang, hình vuông, hình chữ nhật để chúng ta tạo nên những cái nón cho những chú người tuyết, rồi choàng cái khăn
mũi thì tùy, bạn nào thích mũi dài thì cho mũi dài, thích mũi tròn thì cho mũi tròn. Đó, tùy theo ý tưởng sáng tạo mà chúng ta thiết kế cho tấm thiệp của mình. Tuy đơn giản nhưng mà nó vẫn có ý nghĩa và nhìn nó vẫn đẹp, vẫn sinh động bằng tự tay của mình tạo nên. Kế bên thì đó là hình ảnh của ông già Noel vẽ rất là đơn giản, kèm theo với chú Tần Lộc rất là dễ thương. Thì đó, màu sắc thì chúng ta sẽ tự phối màu để làm nên cái tấm thiệp của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn, kèm theo những cái lời chúc bằng cái việc mà chúng ta vận dụng chữ trang trí vào, ví dụ như là Merry Christmas hoặc là Happy New Year, hoặc là Giáng sinh, chúc mừng Giáng sinh hay là Noel không cũng được, không cần phải ghi dài dòng. Phần hướng dẫn về nhà, chúng ta sẽ hoàn thành các nội dung ghi bài ngày hôm nay, ôn tập trang trí ốp điện thoại và trang trí thiệp vào tuần sau. Có nghĩa là tuần sau các em sẽ thực hành, gọi là phác thảo để cho cô có thể là duyệt cái bố cục cũng như là cách trang trí, như là cái bài mẫu của các em để chuẩn bị khi chúng ta thi thì chúng ta sẽ thuần thục và biết được cái cách mình sẽ làm gì đối với bài thi của mình để mình thực hành cho nó tốt. Dụng cụ thì vẫn là giấy A4, giấy hoặc giấy tập, bút chì, gom, bút màu. Còn bạn nào thích cắt dán thì chúng ta có thể tham khảo thêm trên YouTube cắt dán những cái mẫu thiệp Giáng sinh đơn giản cũng được. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.